Chào mừng các em đến với tiết toán ngày hôm nay. Cô tên là Nguyễn Thị Dung, là giáo viên trường tiểu học B Lư An Trà thuộc phòng giáo dục và đào tạo huyện Chi Tôn. Ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau học một tiết toán lớp 2 của bộ sách Trăng Trời Sáng Tạo. Để học tốt tiết toán này, các em chuẩn bị sách toán, vở trắng, thước viết, bảng con. Khi ngồi học, các em nhớ ngồi học thẳng lưng và tránh tiếp xúc gần với thiết bị học trực tuyến. Đặc biệt là không được vừa sạc vừa học nhé các em. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hát một bài hát để bắt đầu buổi học nào. Bây giờ chúng ta vào phần khởi động. Các em hãy chuẩn bị bảng con và viết số gồm 500 và 6 đơn vị vào bảng con nhé. À, số gồm 500 và 6 đơn vị được viết là 506. Đây là số có 3 chữ số và số này được đọc như thế nào? Số này được đọc là 506 nhé các em. Tiếp tục, các em hãy viết số gồm 400 và 70 vào bảng con. À, số gồm 400 và 70 được viết là 470. Số này là số có 3 chữ số và được đọc như thế nào? Số 470 được đọc là 470 nhé các em. Tiếp tục, cô có câu hỏi sau đây. Số 903 gồm mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vị? Các em hãy suy nghĩ và trả lời nhé. Số 903 gồm 900, 0 chục và 3 đơn vị. Cô tin rằng các em đều trả lời đúng câu hỏi này. Vậy là cô đã ôn lại cho các em các số có 3 chữ số. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài các số có 3 chữ số tiết 3 nhé.
Chúng ta đi vào bài tập 4, hãy cùng đọc yêu cầu bài tập 4 với cô. Bài 4, mỗi con vật sống ở đâu? Đề bài này cho chúng ta 4 bức hình, hình A, hình B, hình C và hình D, tương ứng với 4 nơi sinh sống của 4 chú gấu. Phía dưới 4 bức hình có một tia số và có một vài số còn thiếu. Trên 4 chú gấu có mang cho mình một phép tính hoặc là một câu hỏi. Và đề bài còn cho chúng ta biết mỗi nơi sinh sống của chú gấu tương ứng với một con số nằm trên tia số này. Vì vậy, nhiệm vụ của em là sẽ điền các số còn thiếu trên tia số. Sau đó, tính các phép tính hoặc là câu hỏi của chú gấu đang mang để tìm cho chú gấu cái nơi sống phù hợp với mình nhé. Bây giờ các em hãy bấm tạm dừng video và điền các số còn thiếu trên tia số. Các em đã điền xong rồi đúng không nào? Hãy cùng cô điền vào tia số nhé. Số đầu tiên 398, vậy số tiếp theo cần điền là 399. Tiếp theo là 400. 401, 402. Đến số tiếp theo là 403, 404, 405, 406, 407. Và hai số cần điền cuối cùng là 408, 409. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tính phép tính của chú gấu đầu tiên. Chú gấu đầu tiên có phép tính là 400 cộng 4. 400 cộng 4 có kết quả là bao nhiêu? 400 cộng 4 tức là 400 và 4 đơn vị. Vậy kết quả của phép tính này là 404. Và nơi sinh sống mà có số 404 đó là hình C nhé các em. Vậy nơi sống của chú gấu đầu tiên là hình C. Tiếp tục chúng ta tính phép tính của chú gấu thứ hai. Chú gấu thứ hai có phép tính là 400 cộng 9, tức là 400 và 9 đơn vị. Vậy kết quả của phép tính này là 409. Hình D là hình có số 409, tức là chú gấu thứ hai, nơi sinh sống của chú là ở hình D nhé các em. Tiếp tục chú gấu thứ ba có câu hỏi là số liền trước của 401. Số liền trước của 401 là số 400. Hình B là hình nói với số 400. Vì vậy, hình B là nơi sinh sống của chú gấu thứ ba. Tiếp tục là chú gấu cuối cùng có phép tính là 300 cộng 90 cộng 9, tức là 300 cộng 90 và 9 đơn vị. Và kết quả là 399. Và hình A là hình được nói với số 399, tức là nơi sinh sống của chú gấu cuối cùng này là hình A nhé các em. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài tập 4 rồi, cũng đã biết được nơi sinh sống của 4 chú gấu. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập 5. Hãy cùng đọc yêu cầu bài tập 5 với cô. Bài 5, đi theo thứ tự các số tròn trục để đến vương quốc truyện cổ tích. Ở bài tập này, nhiệm vụ của các em là hãy giúp cô bé đi theo thứ tự các số tròn trục để tìm đến vương quốc của truyện cổ tích. Ở trên bức hình này gồm có các đám mây và các ngôi sao. Trên các đám mây các em thấy có ghi các con số. Vậy thì nhiệm vụ của mình là hãy đi theo các con số tròn trục. Các con số tròn trục là các con số có hàng đơn vị là 0, đúng không nào? Vậy bây giờ chúng ta hãy bắt đầu giúp cô bé tìm đến vương quốc truyện cổ tích nhé.
Số chần chục đầu tiên mà cô bé đang đứng đó là 210. Vậy số chần chục tiếp theo là 220. Tiếp theo là số 230. 240. 250. 260. Số chần chục tiếp theo là 270. Đến số 280. 290. 300. Tiếp theo là 310. 320. 330. Và số chần chục tiếp theo là 340. Đến số chần chục này thì chúng ta đã giúp cô bé đi đến vương quốc truyện cổ tích được rồi. Cô chúc mừng các em. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 5 rồi. Đến bài tập số 6, các em hãy cùng đọc yêu cầu với cô. Bài 6, xếp hình. Và đây là hình mà yêu cầu các em phải xếp. Đây là hình con gấu nhé các em. Vậy thì để xếp được hình con gấu này, các em hãy chuẩn bị 5 hình tam giác như hình vẽ và 2 hình tứ giác như hình vẽ. Sau đó các em hãy thực hành xếp thành hình con gấu như trong mẫu nhé. Ngoài ra các em có thể sử dụng các hình đó để xếp được các hình con vật khác. Cô chúc các em thực hiện thành công. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các bài tập của tiết học hôm nay. Bây giờ chúng ta vào phần củng cố. Ở phần này, cô sẽ cho các em tham gia hoạt động thợ săn hạt dẻ. Vậy để giúp sóc săn được các hạt dẻ, thì bây giờ chúng ta sẽ đi trả lời các câu hỏi sau đây. Nếu trả lời đúng một câu, chúng ta sẽ giúp sóc săn được 3 hạt dẻ nhé. Bây giờ chúng ta vào câu đầu tiên. Số 559 gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị? Các em hãy suy nghĩ để tìm câu trả lời. À, số 559 gồm 500, 50 và 9 đơn vị nhé. Vậy là chúng ta đã mang về cho sóc 3 hạt dẻ rồi. Chúng ta đến câu hỏi tiếp theo. 501 viết là? Các em hãy viết số 501 vào bảng con nhé. À, số 501 được viết gồm 3 chữ số đó là 5, 0 và 1 nhé. Vậy là chúng ta đã săn thêm được 3 hạt dẻ cho sóc. Cô chúc mừng các em. Đến với câu hỏi tiếp theo. Điền số. Cô có dãy số sau đây. 550, 560, chấm chấm chấm, 580. Các em thấy các số này là các số chần chục đúng không nào? Số đầu tiên 550 đến số thứ hai 560, hai số này cách nhau là 10 đơn vị. Vì vậy, để tìm được số điền vào chỗ chấm, chúng ta chỉ cần lấy số 560 đếm thêm 10. Bây giờ các em hãy điền số vào chỗ chấm nhé. Số cần điền của chúng ta là 570. Cô chúc mừng bạn nào đã điền đúng nhé. Vậy là chúng ta đã săn thêm được 3 hạt dẻ cho sóc.
Vừa rồi, các em đã giúp Sóc săn được rất nhiều hạt dẻ đúng không nào? Cô chúc mừng các em. Và tiết học ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Cô chào tạm biệt các em.